chia vàng cho bạn. Thôi chết, đã nửa chiều rồi, phải đi thôi. Không biết túi vải của ai bỏ quên. Nhớ có người tham lấy mất thì tội nghiệp cho người mất của lắm. Thôi, cứ mang về nhà rồi viết mảnh giấy để người mất biết mà tìm. Đây là đồ người ta bỏ quên trong miếu. Mình xem trong túi có gì. Mai mốt có người đến nhận, đúng thì trả lại cho người ta. Ôi, vàng! Nhiều vàng quá ông này. Ừ, nhưng vàng này là của người ta. Bà chớ có đụng tay vào. Mình an tâm, tôi hiểu chứ. Cụ ơi, cụ có thấy cái túi ở đây không? Túi nào? Thì cái túi hành lý tôi để quên hồi trưa trong miếu này. Quá thật, lâu không thấy túi đồ anh nói. Khổ thân tôi. Thế là tôi mất hết cả sản nghiệp dành dụm từ hơn 10 năm nay. Bao nhiêu công lao trôi sông trôi biển cả rồi. Khổ thân tôi chứ. Tôi thì không thấy cái túi. Nhưng mà có mảnh giấy của ai đó dán ở đây. Có lẽ để lại cho anh đây. May quá, cảm ơn cụ. Phải đến xin chuộc lại cái túi. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Tôi là người bỏ quên túi vải trong miếu trưa nay. Nghe nói... Ồ, nếu đó là của bác, thì bác phải nói xem túi đồ của bác như thế nào. Trong đựng những gì? Đó là túi vải. Trong đựng một ít lương khô đi đường. Thế thì không phải túi của bác. Thú thật với bác, cũng còn một số vàng trong một gói vải khác màu đỏ. Xin bác hãy đợi một chút. Quả thật đó là túi đồ của bác rồi. Xin mời bác nhận lại. Ôi, thật là tôi lại tìm thấy nó sao? Cảm ơn anh rất nhiều. Vàng của tôi kể như đã mất, mai sau lại gặp tấm lòng quý của bác. Tôi xin biếu bác một nửa để tỏ lòng thành thật biết ơn. Ấy chết, trả lại đồ vật không phải của mình chỉ là một việc bình thường. Có ơn gì đâu mà đền. Bác đã làm một việc thiện. Được đền ơn là đúng lẽ đời mà bác. Đã làm việc thiện đừng nghĩ đến ơn nghĩa. Đạo lý xưa nay vẫn dạy như vậy. Thôi, xin bác cứ vui lòng nhận lại. Đừng làm thế. Bác phải lao tâm khổ tứ làm lụng bao nhiêu ngày mới có được chút của ấy. Đâu phải bỗng dưng từ trên trời rơi xuống mà có được. Bác khỏi ái nái làm gì. Bác có cho, có biếu, tôi cũng xin không nhận lại đâu. Phàm có tiền dễ quá, người ta dễ trở nên hư đốn. Bác thông cảm giúp. Tấm lòng bác thật là tấm lòng của tiên, của Phật. Xin ngàn lần cảm ơn bác. Vũ hội cho người đặc biệt. Hoan hô. Anh ấy bị sao ấy? Chúng mình đi chỗ khác chơi đi. Ừ. Johnny. Johnny. Johnny, con đây rồi. Sao con ra ngoài mà không bảo? Làm mẹ tìm con mãi. Ta về thôi con. Con thích chơi bóng.
về nhà rồi chúng ta cùng chơi bóng nhé. Thằng bé thật hồn nhiên. Một vũ hội đặc biệt dành cho tất cả mọi người với sự góp mặt của vũ đoàn Sunshine sẽ diễn ra ngày mai tại quảng trường lớn. Ai ai cũng sẽ có cơ hội hòa nhịp vào những điệu nhảy vui vẻ và nồng nhiệt nhất. Vũ hội đặc biệt, vũ hội dành cho tất cả mọi người đây. Vũ hội, con thích đi vũ hội. Nhưng con không thể tham gia vũ hội được. Cơ mà con thích. Ở đó đông người lắm mà con. Đi mà, cả nhà mình cùng đi. Mẹ đã bảo là không mà. Hay là ta cho thằng bé ra ngoài đó. Sao thế được? Anh thừa biết là thằng bé. Anh biết em lo cho con. Con nó không được như những đứa trẻ khác. Nó phải chịu thiệt thòi rồi. Mọi người đối xử không công bằng với nó. Chẳng nhẽ đến chúng ta cũng làm vậy hay sao? Chúng ta cứ cho Johnny đi. Không sao cả. Cho con nó hòa đồng với mọi người. Em đừng lo quá. Thôi được. Cha, con trai của cha rất tuyệt. Hai cha con đã chuẩn bị xong chưa? Ta đi thôi. Lên đường dự vũ hội nào. Lên đường dự vũ hội nào. Cha, đông thật. Trông ai cũng xinh tươi. Béo thế kia mà nhảy thì buồn cười lắm nhỉ. Đó, em đã bảo là Johnny không nên tới những nơi như thế này. Thằng bé sẽ bị chê cười. Em không muốn thằng bé bị tổn thương. Em nói đúng, chúng ta nên đưa con về thôi. Nè, nhìn kìa, cậu ta cũng đến tham dự vũ hội cơ đấy. Ừ nhỉ, làm gì có ai thèm nhảy với cậu ta cơ chứ. Sao mọi người lại nói vậy? Mình sẽ ra khiêu vũ cùng cậu ấy. Gì cơ, cậu khiêu vũ cùng cậu ta? Có gì mà các cậu phải hốt hoảng thế? Cậu ấy đến đây để khiêu vũ, và tất cả chúng ta cũng vậy mà. Nhưng cậu đâu có thiếu người để nhảy cùng, mà lại đi nhảy với cậu ta. Đây là vũ hội đặc biệt dành cho tất cả mọi người. Ai đến đây cũng vui. Sao có thể để một người không vui? Buổi vũ hội thật sự quá đông. Chúng ta nên về thôi con. Này, cậu. Cậu nhảy cùng tớ được không? Tớ. Tất nhiên rồi, tớ mời cậu đấy. Cậu đồng ý chứ? Ừ. Xin lỗi, tớ không biết nhảy. Tớ cũng chỉ biết nhảy trước cậu 10 phút trước thôi mà. Ngày hôm sau, các báo của thành phố đồng loạt đưa tin về cặp đôi đặc biệt với câu nói đặc biệt: tất cả đều vui, sao có thể để một người không vui? Ai cũng có trách nhiệm riêng. Mệt mỏi quá, nghe con mới sinh chưa được bao lâu, lại đúng lúc phải đi cày, chuẩn bị cho vụ mùa mới rồi. Lu, lại đây, ngoan lắm. Ngoan quá. Mình thì chuẩn bị đi cày, còn chưa được gì vào bụng thì chứ, còn chó ở nhà chơi đùa cả ngày thì được cho ăn ngon. Đúng là cái đồ chỉ giỏi xu nịnh, chả được tích sự gì. Dậy ra đồng làm việc nào. Mẹ ơi. Con chịu khó ở nhà. Mẹ ra đồng làm việc thật nhanh, rồi mẹ về với con nhé. Đồ vô tích sự, cả ngày chỉ nằm chơi.
đi, tắt, ho. Đi nhanh nào, còn đứng ngay ra đó. Mình làm mệt mỏi còn bị đánh đau, đâu như con chó trắng kia, cả ngày chỉ biết vui đùa chạy nhảy, thật là bất công. Thôi, nắng rồi, về thôi. Chào cô Trâu, hôm nay cô được nghỉ sớm thế. Không dám. Chào anh chó, tôi phải đi làm ngoài đồng, chứ nào có được ở nhà chơi đùa, nghỉ ngơi như anh đâu. Nắng lên đến đỉnh đầu, anh còn muốn tôi làm việc đến ngất ra đấy à? Ờ, kìa, sao cô lại nói thế? Chúng ta ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình mà. Nhiệm vụ riêng? Thôi đi, anh là cái đồ vô tích sự thì có, cả ngày chỉ biết ăn với nằm. Nhiệm vụ gì mà nhiệm vụ? Ờ, cô, sao cô lại nói... Anh đi đi, cho tôi còn nghỉ ngơi nữa. À, sao cô lại mạnh chân với tôi thế? Ôi, chân tôi. Cho đáng đời cái đồ vô tích sự. Thôi, nằm nghỉ một lát, chiều còn đi làm đồng nữa. Mẹ, mẹ đã về. Ừ, con ngoan, con nhớ mẹ lắm đúng không? Dạ. Mày dám làm thế à? Mẹ, mẹ ơi, cứu con với. Ôi, con ơi. Im ngay, mày muốn chết không hả? Trộm, có trộm. Chuồn thôi. Con ơi. Mẹ ơi, con sợ quá. May mà có bác chó giúp. Mấy ngày sau. Anh chó trắng, tôi xin lỗi vì đã đối xử tệ với anh hôm trước. Không có anh thì mẹ con tôi... Không có gì chị ơi, chúng ta được con người nuôi vì đều có nhiệm vụ riêng. Chị phải cày bừa trên cánh đồng, nhưng tối đến được nghỉ ngơi. Còn tôi thì ban ngày được thảnh thơi, nhưng mà ban đêm đến phải canh giấc ngủ cho mọi người. Đó là nhiệm vụ của tôi, chị không phải áy náy. Đúng là tôi vô tâm quá à. Tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình thôi. Hóa ra ai cũng có công việc riêng của mình. Tôi một lần nữa, tôi xin lỗi anh vì đã nói những lời xúc phạm đến anh. Tôi không để bụng đâu. Chúng ta đều là thành viên trong gia đình này, nên cần yêu thương bảo vệ lẫn nhau chị ạ. Cành đào. Ôi, không khí Tết bên ngoài đông vui náo nhiệt quá. Và những bông hoa này của mình đang khoe sắc, tô điểm thêm cho mùa xuân này. Ôi, bà chủ lại mua thêm một cành đào nữa kìa. Chắc là Tết năm nay sẽ vui lắm đây. Mình vừa mua được một cành đào mới to đẹp quá. Phải thế này chứ, cành cũ thay thế được rồi. Hả? Để tối nay mang đi vứt đi với mấy thứ cả thảy. Sao tôi lại khổ thế này? Có ai giúp tôi không? Ai ồn ào khóc lóc thế hả? Tôi này giàu thừa rồi, sao lại có người khóc lóc thế cơ chứ? À, ông Táo. Cành đào, sao đang yên đang lành cháu lại nằm đây khóc thế này? Bà chủ mới mua một cành đào mới và không dùng cháu nữa. Cháu bị hắt hủi rồi. Cháu biết làm thế nào bây giờ? Tối nay bà chủ sẽ đem vứt cháu đi. Tội nghiệp, thôi đừng khóc nữa. Khóc cũng có làm được gì đâu. Bên ngoài kia thật là náo nhiệt. Cháu không muốn bị vứt đi. Cháu muốn được đón không khí Tết bên ngoài như mọi người kia. Thôi được, ta sẽ giúp con một lần xem sao. Xin mời vào, xin mời.
Xin mời. Ôi, không khí ở đây vui vẻ quá. Lúc nào cũng có người qua lại tấp nập. Ông Táo ơi, nhiều người đi sắm Tết chọn chúng cháu quá. Thế thì cháu ở lại đây vui vẻ nha. Vâng ạ. Cành này đẹp quá, tôi lấy cành này. Sao không khí vui vẻ, náo nhiệt đi đâu cả rồi? Chỉ còn lại một mình thế này. Ồ, cành này bắt đầu phai rồi. Thảo nào khách họ không mua. Nhưng thôi, hôm nay bán đủ lắm rồi. Về vui Tết với cả nhà thôi. Cứ để cành này ở đây. Xe rác qua, họ sẽ dọn đi luôn. Sao cơ? Nơi tụ tập đông người, dù đông vui đến mấy cũng không thể kéo dài lâu. Táo Quân ơi, người có cách gì giúp cháu với? Cành đào, cháu lại gọi ông hả? Mà sao chỉ có một mình cháu ở đây thế này? Ông ơi, mọi người đã về nhà ăn Tết hết cả rồi. Cháu cũng muốn được về nhà cùng với người thân của cháu quá. Người thân của cháu ư? Cả gia đình trước kia của cháu đều không còn ở đây nữa rồi. Có lẽ họ đã được chuyển tới các gia đình khác để chuẩn bị đón Tết rồi cháu ạ. Không ai đứng và tồn tại mãi ở một nơi mà. Cháu cứ tưởng trở về đây thì sẽ có mọi người. Ít nhất cháu cũng không phải cô đơn, không bị vứt bỏ ở một nơi nào đó. Cháu đã trải qua những tháng ngày tươi đẹp nhất của mình. Có điều, không ai có thể mãi mãi tươi đẹp được. Cuộc đời dù gì cũng phải đến lúc tàn phai. Đó là quy luật không thể tránh được, cháu ạ. À. Cháu phải biết chấp nhận thực tại của mình, chuẩn bị cho mình chuyển sang một hình thái mới. Có thể cháu vẫn là cây đào nếu ai đó trồng cháu xuống đất. Có thể cháu sẽ là nguyên liệu tiếp đượm cho ngọn lửa hồng. Và có thể là một hình thái nào khác. Tất cả mình phải chấp nhận cháu ạ. À. Đừng bao giờ khóc than, nuối tiếc những gì đã qua. Cháu hiểu rồi ông ơi. Cháu sẽ chấp nhận tất cả. Ông hãy cho cháu trở về nhà của bà chủ, để cháu ở lại góc bếp như lúc trước bà chủ để cháu ấy ạ. À. Ồ, cành đào cũ. Cánh hoa bị rụng nhiều rồi, bỏ đi thôi. Cành đào này vẫn còn đẹp mà. Hay quá, mình mang về nhà, chắc cô Tí sẽ vui lắm đây. Wow, wow, sao ba mang về cành đào đẹp thế? Thích quá, thích quá. Hôm nay về muộn, ba không kịp ra chợ kiếm được cành đào nào. Thấy cành đào này, tuy cánh bị rụng nhiều, nhưng hoa vẫn còn tươi và xum xuê lắm. Câu chuyện của bác cassette. Đây, anh đặt nó vào chỗ này. Hay quá, hay quá. Phải coi thế này mới đã chứ. Có cái tivi này, không cần đến cái cassette cũ rích của bố nữa. Muốn xem gì, nghe gì đều có hết nhé. Nào, có gì mà anh phải buồn vậy? Bác làm sao mà hiểu được chứ.
Chắc là đã tới lúc tôi bị bỏ đi rồi. Có tivi thì tôi làm gì có tác dụng gì nữa chứ. Con trai, đến giờ đi học rồi đó. Vâng ba. Gì thế nhỉ? Anh là ai mà hay thế? Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta là tivi đó. Anh ta giờ đang là ngôi sao đó. Chúng tôi từng gặp một vài người như anh ta ở các ngôi nhà. Đúng vậy, ta chính là tivi đời mới nhất. Ở chỗ nào ta xuất hiện thì chỉ cần ngồi một chỗ là cũng có thể biết mọi chuyện trên đời. À ha, vậy anh cũng giống như bác cassette. Bác ấy cũng biết nhiều thứ lắm. Ngày nào bác ấy cũng kể cho chúng tôi nghe. Nhưng bác ta có thể chiếu hình cho các người xem không? Có nhiều kênh như của tôi không? Thế có muốn xem truyền hình nữa không? Có, chiếu tiếp đi, chiếu đi. Chỉ muốn nghe giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của bác cassette thôi. Đúng đấy, bác cassette kể chuyện đi nào. Bác cassette đâu rồi? Quái lạ, cái cassette lúc chiều mình để trên nóc tủ mà. Trời, sao mày lại trốn vào tích ở chỗ này chứ? Mày có biết là không có mày là ta không ngủ được không? Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!